không vào. Cú sút rất đẹp của cầu thủ mang áo số 98 nhưng không qua được đôi chân của thủ môn. Kiên được không? Không được, được. Vâng, tiếp tục pha lộn xộn chưa khung thành của đội Salomon. Nabia Salomon, cô đây nào rất căng của đôi kia kia tấn công. Tiếp tục, không được. Một cầu thủ bao số 9 lùi về đất. Một đường chuyền quá cao của Đức. Trên bóng không vào, rất nguy hiểm, rất tiếc cho đội Salomon. Bóng chỉ chạy còn dọc dọc trong gang tấc mà thôi. Xem chút nữa thì tỷ số của trận đấu được Salomon. Vâng, thủ môn rất xuất sắc. Vâng, tiếp tục. Thủ môn rất xuất sắc, ông trả bóng trong vòng tay. Tấn công, tấn công, không được. Tấn công, thêm, thêm tấn công, thêm. Ok, không là thủ môn đó quyết định. Lên, vâng, chụp luôn. Anh ta không sút. Tiếp tục, tấn công. Rất nhiều. Rất được tiếp cho được. Rất hay, tiếp tục là những pha cản phá rất hay của thủ môn. Huy chuyền bóng. Không được, cầu thủ thương có tình huống lách đầu rất căng nhưng bóng đi không chính xác. Có người rất hay nhưng không qua được thủ môn. Đường được cầm bóng. Cô đã ra ngoài biển của phá cấp. Wow! Chúng ta thấy bây giờ tỷ số đã được công bằng, đó là 4-2. Tỷ số là 4-4. Chúng tôi tin chắc rằng là hai đội không có muốn bước vào lượt đá lăn lưu. Rất tiếc. Vâng, và trận đấu đã trở về những phút cuối cùng. Tỷ số vẫn là 4-2. Thêm tấn công, không được. Thủ môn Ajen rất xuất sắc. Rất căng thẳng. Tiếp tục để đưa cho đội của Salomon rất tỉnh táo. Hai đội. Xin mời Phước. Phước đã.
Cú sút rất cảm. Vâng. Và tỷ số đã được nâng lên 5-4 nhưng về đội kiện cướp bóng. Và tỷ số là 5-4. Đây thực sự là một trận đấu rất là hấp dẫn của mùa giải năm nay. Không có. Vâng, thường liên tục có bóng không được. Vâng, rồi không là. Lợi thế về thể hình để giúp đội kênh Gabon chỉ một thế trong những tình huống bóng bóng. Không vào. Cú sút rất căng của Thơ. Đã bị cho đội Salomon. Hai đồng một. Xuân lên. Không được. Một cầu thủ có đội kênh cầm bóng tỏ ra rất là mệt mỏi và căng thẳng, sự thay người và chiến đã ra sân. Hồi nãy đâu có trúng chân đâu. Một quả bom rơi xuống bàn tổ chức. Huy Ganh tấn công không được. Tiếp tục thua. Vâng, và Thương đã ghi cho mình một bàn thắng. Tỷ số được nâng lên 6-4 cho đội kênh Cầm Bom. Đã có đến 10 bàn thắng được ghi trong trận đấu này. Một trận đấu rất là hấp dẫn. Cả hai đội mang đã mang đến cho cổ động viên rất nhiều cảm xúc và làm cho khán đài nổ tung với những bàn thắng rất là tuyệt đẹp. Huy đang cắt bóng. Chuyền cho Thương. Bóng. Bàn thắng tiếp theo được ghi. Hai đội đã thấm mệt.
tiếp tục đá bia cho đội kinh cơ bơ. Không được. Vâng, và Trần Anh đã mắc lưới. Tiếp tục tấn công. Không được. Rất căng thẳng. Vâng, thường có cú đá không chính xác.